Nè mọi người coi nè, giày nổi sao không thương đó, nằm ôm ôm đồ, ôm ấp đồ, rồi khát nước, nhờ nó lấy nước giùm, nó cũng chạy lấy nước cho mình Chỗ nè, này, con gái lớn rồi nhờ dễ sợ chỗ không? này ơi, chỗ này, cứ gác qua đây với mày đi. Con gái nha, đây cái này con đi. Ừ. Luôn thì chiếc tao đi con. Em kiểu con gái nghe, trời ơi xin thì lấy đau đi con, làm chế mày nè. Uống á. Cái con có miệng uống xong rồi nào. Không nước, uống nước xong lại ôm ấp nhau. Trời ơi, con không biết cảm giác ôm sao nó đã đến cỡ nào đâu. Biết sao không? Nó bự á, ôm nó đã lắm, như ôm con có bông bự vậy đó. Mà lông nó mềm mới là mềm, thơm là thơm, mà kiểu mới vừa tắm xong nó, trời ơi, thật sự mình cảm giác ôm nó giống như là ôm con có bông vậy mọi người. Cho nên rất là thích ôm, mà lông nó mềm mới là mềm luôn. Mình nghĩ ai mà có nuôi một em Golden Retriever là sẽ biết lông của nó mềm như thế nào, mà ôm nó đã như thế nào luôn á. Mà nó ngoan nào im re, ôm 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 làm gì làm mà nó cũng im re vậy đó. Thấy thương không? Âu yếm mà thấy thương không? Quá đó, đụng cho nó vuốt vuốt gãi gãi nó nghe lắm.